Ngày 5 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hứa Hán Võ, 27 tuổi, ngụ quận 6 để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Hứa Hán Võ là đối tượng đã ép ngã xe đại úy Phan Tấn Tài, cán bộ trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận 6, hy sinh vào tối ngày 2 tháng 8. Tại cơ quan điều tra, Võ khai nhận có sử dụng ma túy. Khi đi qua chốt kiểm soát sợ bị kiểm tra nên đã phóng xe bỏ chạy. Trước đó tối ngày 2 tháng 8, tổ tuần tra tiến hành kiểm tra giấy tờ, phát hiện nghi vấn Hứa Hán Võ sử dụng trái phép chất ma túy và đi ra đường sau 18 giờ không cần thiết nên đã yêu cầu về trụ sở công an phường 11 để giải quyết. Trên đường di chuyển, Võ phóng xe bỏ chạy nên tổ tuần tra đuổi theo. Trong quá trình truy đuổi, Võ ép xe làm thượng úy Phan Tấn Tài mất lái lao lên vỉa hè, va đập vào tường nhà dân nên bị thương nặng. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng thượng úy Phan Tấn Tài mất tại bệnh viện. Ngày 4 tháng 8, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã công bố các quyết định truy tặng huân chương chiến công hạng nhì của Chủ tịch nước, quyết định thăng quân hàm từ thượng úy lên đại úy đối với đồng chí Phan Tấn Tài.